Thưa quý vị và các bạn, sau khi ghi nhận 5 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18 tháng 4, ngành y tế Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc. Sáng nay 19 tháng 4, Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành lấy mẫu và làm xét nghiệm PCR đối với toàn bộ học sinh lớp có học sinh nhiễm của trường Trung học cơ sở Trưng Vương, đồng thời tiến hành vệ sinh khử khuẩn các lớp học. Trong buổi sáng ngày 19 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành lấy mẫu test nhanh, đồng thời test PCR đối với toàn bộ học sinh của lớp ghi nhận những ca bệnh COVID-19. Kết quả có thêm 10 học sinh của lớp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy là đã có 15 học sinh của trường Trung học cơ sở Trưng Vương dương tính với SARS-CoV-2. Các học sinh này đã được nhà trường cho nghỉ học để cách ly theo dõi tại nhà. Sau khi nhà trường là có cái tình hình là các cháu bị COVID thì nhà trường đã cho phun khử khuẩn và đồng thời là phối hợp với trạm y tế của phường là tuyên truyền và đồng thời là phòng chống là phun khử khuẩn cho học sinh đối với tạm thời là cho học sinh tất cả các phòng đối với khối 8, còn khối 9 sắp tới là nhà trường cho phun toàn trường. Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời các ca bệnh và khoanh vùng ổ dịch, trung tâm đã tiến hành khử khuẩn các lớp học, đồng thời phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường các biện pháp phòng chống dịch để hạn chế lây lan. Hiện công tác theo khuyến cáo Bộ Y tế là thực hiện 2K về cái khử khuẩn và khẩu trang. Và đặc biệt là đối với cái lớp mà có học sinh có ca dương tính thì lấy hết toàn bộ cái mẫu xét nghiệm làm cái PCR để phân tích cái gen. Hiện nay các mẫu xét nghiệm đang được Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên phân tích để xác định các biến thể của SARS-CoV-2, từ đó có hướng điều trị phù hợp cũng như có biện pháp phòng tránh hiệu quả. Về cái giải pháp mà để là ngăn chặn lây lan trong trường học, cái thứ nhất thì đối với khi chưa có các bệnh thì chúng ta sẽ thực hiện công tác là theo khuyến cáo của Bộ Y tế là 2K. Về khử khuẩn là một khử khuẩn bằng chlorpheniramin B một ngày 2 lần và khẩu trang. Và khi có các bệnh thì cách ly, hướng dẫn cách ly và điều trị theo dõi các cái ca bệnh và theo dõi các em chưa khi có các bệnh, khi có triệu chứng thì cần có cái đến tận cơ sở y tế để rồi được khám và làm cái test nhanh để có kết quả. Theo thống kê sơ bộ của ngành y tế, từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Đắk Lắk có trên 56 trường hợp mắc COVID-19, trong đó riêng trường Trung học cơ sở Trưng Vương thành phố Buôn Ma Thuột có 15 trường hợp. Hiện nay, dịch COVID-19 ở Việt Nam cũng như trên thế giới đang có những chuyển biến khó lường với sự xuất hiện của những biến thể mới, được dự đoán là có khả năng lây lan. Trước tình hình trên, ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 2K là khẩu trang và khử khuẩn để phòng tránh COVID-19.